Lần đầu đi nhuộm tóc ở tiệm lạ, ham giá rẻ và cái kết úi dùi ui. Hé rồi cả nhà yên tâm, không có nhìn lầm đâu. Đây là tóc thiệt của Mẫn chứ không phải là qua app gì đâu nha. Bình thường mọi người đã quá quen thuộc với một Mẫn Mẫn tóc xanh, nhưng mà tóc của Mẫn bị nhả màu rồi. Bởi vậy hôm nay quyết định đi đổi phong thủy. Bữa nay thì Mẫn đi nhuộm ở tiệm Nye Hair Salon nằm ở số 420 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận. Lâu lắm luôn rồi mới đi một cái tiệm lạ đi nhuộm tóc á. Và vô đây coi cái giá thì hú hồn luôn. Sau khi được tư vấn á thì Mẫn chọn cái gói là bóc màu, xử lý nền tóc và nhuộm tóc luôn. Tổng cộng nguyên cái combo chỉ có 900.000 thôi. Mà cái tóc của Mẫn thì đã trải qua tẩy nhuộm rất là nhiều lần luôn. Bởi vậy hôm nay trong cái lúc bóc màu thì người ta cũng có bỏ một chút cái thuốc gọi là phục hồi cho Mẫn. Lần này thì Mẫn không có tẩy sát chân nha, Mẫn chỉ tẩy sát chân ở cái phần ngoài để che đi bớt cái chân đen thôi. Còn ở bên trong thì Mẫn không có tẩy sát chân. Cái lúc tẩy tóc thì không hề rát một chút nào luôn nha. Bây giờ mình sẽ nạp miếng năng lượng, ăn cái bánh giò. Trời ơi, làm tóc mấy tiếng đồng hồ quá xá là đói rồi. Bữa nay chơi lớn luôn nha, đổi một cái màu gọi là đối nghịch với cái màu phong thủy bình thường nha. Đó là một cái màu đỏ đối nghịch hoàn toàn với cái màu xanh dương. Một lưu ý nhỏ xíu dành cho mấy bạn muốn đi tẩy tóc và nhuộm tóc thì trước cái ngày đi tẩy và nhuộm thì các bạn không nên gội đầu nha. Phủ màu xong thì mấy anh thợ lấy một cái máy gì đó ra xịt. Mẫn hỏi cái này là cái gì vậy anh, thì anh kêu là bắn nano. Khúc này là lần đầu tiên Mẫn thấy cái vụ này luôn á nha mọi người. Thấy cũng mát mát, cũng là lạ. Phủ màu xịt nano đồ xong, bây giờ là tới cái khúc xả nước. Trời ơi, nó đã, nó khỏe. Trời, nhìn cái màu tóc chiến không quý vị. Bây giờ tỉa lại cái miếng đuôi nha, tại cái miếng đuôi nó hơi sơ. Thon. Và đây là thành phẩm nha quý vị ơi. Ta nói lâu lắm rồi mới đưa cái đầu đi vô tiệm lạ, phập phòng lo sợ, nhưng mà kết quả thì úi dùi, ổn áp chứ bộ. 900 cành cái đầu này thì giá quá là tốt. Theo cả nhà thì Mẫn để màu đỏ hay là màu xanh dương thì đẹp hơn nè.